Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Clock of Success, và hôm nay tiếp tục giải đề cương ở ôn thi giữa học kỳ 2, tiếp tục với các câu trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp. Câu 51 thì chúng ta có The film was a bit frightening. Bộ phim có một chút đáng sợ, tôi thực sự thích coi nó. Thì ở đây chúng ta sẽ xài mặc dù bộ phim đáng sợ nhưng tôi vẫn thích coi. Ở đây có hai từ mặc dù, đó là although và despite. Inspire thì thiếu chữ ớt, không thể xài được. Và chúng ta cần phải xác định ở đây là mệnh đề hay là cụm danh từ. Thì chúng ta coi bộ phim là chủ ngữ trong câu, was là động từ trong câu, thì cái câu này đó là mệnh đề, cho nên chúng ta sẽ although. Còn khi cái vế này nó là một cụm danh từ, chúng ta sẽ xài despite hoặc là inspired. Sang câu 52, tháng 2 thì có ít ngày hơn tháng 1. Vậy thì so sánh ít hơn của chúng ta là có hai từ, less cộng với danh từ không đếm được, less than. Còn fewer cộng với danh từ đếm được ở dạng số nhiều cộng với than. Ở đây ngày là danh từ đếm được số nhiều, cho nên chúng ta xài fewer. Sang câu 53, traffic accidents là những tai nạn giao thông có thể được ngăn chặn nếu mọi người tuân thủ luật giao thông. Thì cái từ tuân thủ của chúng ta đây là câu B. Sang câu 54, anh ta dành nhiều tiền vào bộ phim nhưng mà nó vẫn không có thành công lớn. Ở đây chúng ta sẽ xài cái từ mặc dù, chúng ta có hai từ, đó là although và it is spice. Untrue thì cộng một mệnh đề, còn despite là cộng với cụm danh từ. Và ở đây acta là chủ ngữ trong câu, spend là động từ trong câu, cho nên chúng ta xài untrue. Sang câu 55, would it be okay, có nghĩa là có ổn không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi nha, thì chúng ta sẽ trả lời đó là sure, go ahead, chắc chắn rồi, hỏi đi, bắt đầu đi. Sang câu 56, solar energy, năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để mà giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng. Ở đây chúng ta sẽ xài thì tương lai, mà câu bị động của thì tương lai, bởi vì chủ ngữ ở đây chủ ngữ vật. Câu bị động của thì tương lai đơn đó là will be cộng động từ cập 3, và chúng ta có đáp án đó là B, will be used. Sang câu 57, bạn có quan tâm, bạn có thích nghe nhạc hay không, chúng ta có cụm từ be interested in cộng với động từ thêm in hoặc cộng với một danh từ phía sau. Thì ở đây chúng ta khoan vào câu D, interested. Are you interested in listening to music? Sang câu 58, bố mẹ tôi đã quen với việc dậy sớm để mà tập thể dục buổi sáng. Bây giờ chúng ta có cái mẫu câu liên quan đến YouTube. Thứ nhất đó là get be YouTube hoặc là get YouTube, be YouTube hoặc là get YouTube cộng với động từ thêm in là quen với việc gì đó, quen với việc gì đó, quen với. Ngoài ra chúng ta có mẫu câu you to cộng động từ nguyên mẫu, đã từng làm gì trong quá khứ, từng làm gì trong quá khứ, đã từng làm gì trong quá khứ. Và ở đây chúng ta để ý có cái từ get, thì ở đây sẽ là to cộng với động từ thêm in. Chúng ta khoan vào câu C. Câu 59, mọi người nên tuân thủ luật giao thông. Mọi người nên tuân thủ luật giao thông một cách nghiêm khắc. Ở đây cái từ tuân thủ của chúng ta từ obey. Sang câu 60 nha, câu 60, Nguyễn Bình Khiêm, đền thờ Nguyễn Bình Khiêm, lễ hội đền Nguyễn Bình Khiêm được tổ chức. Bây giờ chúng ta có những cái từ để hỏi, how old là hỏi tuổi, what là hỏi cái gì, where là hỏi ở đâu, và how often là hỏi bao lâu, mức độ thường xuyên, hỏi mức độ thường xuyên. Và chúng ta nhìn cái cụm từ phía sau là once a year, tức là một lần một năm. Vậy thì cái câu hỏi của chúng ta phải là how often, hỏi về mức độ thường xuyên,